cùng em gái, không cẩn thận liền vô địch. Tập 21. Xem tôi dùng cát làm thế nào để ngập chết cậu đây. Tới Phan Kinh đi, dưới sự giúp đỡ của Sa Linh Bảo tôi vô địch. Cho dù là cậu bạn hai thanh niên thì cũng chỉ cái tở bị tôi chèn ép thôi. Cơ thể bất tử của mình là bị kích hoạt rồi, nên nói là tên này hạ thủ không nặng nhẹ, hay là đánh giá cao sức phòng ngự của mình rồi. Sao tuổi thọ còn lại của Vân Nhân Cẩu lại dám điên cuồng như vậy? Chẳng lẽ cậu ta đã coi thường sức giới hạn chịu đựng của con người và kích hoạt khả năng tận hưởng 448% ư? Cứ tiếp tục theo tốc độ này thì kết quả e là sống không quá 5 phút. Ở đây là tình huống này, cổ Vân Nhân Cẩu rốt cuộc là đến phạt thì đỏ hay là được tính bắt đầu đếm ngược? Đề nhìn nhau. 22, 23, 21. Trọng tài trên sân đã tin rằng sức phòng ngự của Trường Nghị chắc chắn chỉ không sao, nên đã bắt đầu đấm ngược theo tiêu chuẩn khả năng không chế. Đấm ngược chưa kết thúc, ảnh một của Trường Nghị lại đột nhiên dùng sức ném tuyển thủ Đồng Tiểu Đường ra khỏi sân. Tờ Quan Thiết Thành chỉ còn lại Vân Nhân Cẩu đang hóa cát, nhưng mà vẫn đang chiến đấu một mình. Rốt cuộc cậu ta có lật ngược được tình thế hay không? Vậy, đột nhiên cát trên sân biến mất toàn bộ, mà hóa cát của Vân Nhân Cẩu cũng được giải trừ rồi. Thời gian khích đại của mình đã hết rồi. Kỳ lạ sao hóa cát của mình cũng... Trời gây họa thì còn có thể tránh, tự mình tạo nghiệp thì không thể sống. Vân Nhân Cẩu trọng thường mất đi năng lực chiến đấu, người thắng đội phùng kình. Mau gọi y tế tới. Hình như tôi sắp chết rồi, mau đỡ tôi vào bệnh viện. Y độ đúng không? Tôi giỏi nhất là những cái này. Trung y bị trọng thường, còn tôi chữa trị liên tục một ngày một đêm. Trong khoảng thời gian này thì ai cũng đừng có quấy rầy. Ôi lạnh quá, có ai đó có thể quét đi cái con gió chữa trị cho tôi không? Chỉ đâu đã kết thúc rồi. Cái mình vừa trúng là đóng bằng thiên tản tăng cường ư? Thôi rồi, Vân Nhân Cẩu sắp còn xong rồi. Thêm sinh mệnh còn hướng một lần nữa. Không biết là Vân Nhân Cẩu đã dùng năng lực gì mà sinh mệnh lực càng kiệt, không thể cứu vãn. Mau tìm Tố Nhật đi. Tố Nhật có Trung Nghiên rồi. Mau báo người tới hiệp hội hiệp đồng với cậu ta. Thôi tôi rồi, Tố Nhật đã chạy mất tầm rồi, không gọi được nữa. Cố lên đội, học sinh của học viện các ông sao vậy? Tàn hại học sinh trường của tôi xong liền giải chức trị ư? Giải chức cái gì? Anh tự vào ăn nửa phút cá xem có chết gì không? Lưu lĩnh đội, học sinh trường tôi rõ ràng là nạn nhân. Người của các cậu lại lợi dụng năng lực làm gì đó có đạo lý mà bảo bọn tôi chữa trị chưa? Trước khi đánh thì Quan Thiết Thành tự nói không còn phùng kinh chữa trị mà. Quan Thiết Thành, tại sao cậu lại nói như vậy hả? Nếu như Vân Nhân Cẩu chết, cậu chỉ chịu trách nhiệm hay sao? Không được rồi, tôi không trụ được nữa rồi, cậu ta đã chết rồi. Đừng mà, xin các anh hãy kiên trì thôi một chút đi. Bây giờ tôi lập tức xin chỉ thị của quân khu. Thì được, mau tìm chú hại của cậu cầu cứu. Cậu khớ quản đều nghe chú ấy chắc chắn là sẽ báo phùng kình tới. Nhưng mà, mọi người quan trọng hơn. Được rồi, chú hại, bà hồ cháu bị thương muốn tìm phùng kình chữa trị. Nhưng mà phùng kình có chỗ dựa quá lớn, bọn cháu không mời được. Tại sao ngay cả chú cũng không động được anh ta ư? Được, lai lịch của Phùng Kình còn lớn hơn cháu tưởng tượng. Vì một bà học mà đắc tội với cậu ta không đáng. Phùng Kình ăn mềm không ăn cứng, lúc nhỏ còn khó chơi hơn, mềm cứng đều không ăn, chỉ ăn vị kẹo dứa. Đừng có quán chuyện của bạn cháu, giao thiệp tốt với Phùng Kình mới là quan trọng nhất. Mỗi miệng ngậm miệng đâu lấy lòng Phùng Kình kiểu gì? Chú hài là xin chú của Phùng Kình ư? Thế nào có được không? Chú hài nói không rảnh mà quản lắm chuyện như vậy. Không cần cậu nữa. Thì xôi à, đã nói cực nói rồi, cậu không được thì bỏ cuộc, đừng có gì vò hỏi chữa trị nữa. Viện tử của cậu khừ. Cậu nhất chơi cát đó bị rồi sao? Không cần mạng thì cũng đừng có dùng ác chiêu như vậy tấn công cho Nguyên chứ. Nguyên có thật là sao lại đứng yên chịu đánh chưa? Nếu như không phải tôi biết thằng bé có bản lĩnh thì chết chút nữa tưởng thằng bé bị cát đánh trọng thương rồi. Người tôi nhắn hỏi thử xem, đừng có nói là cô liếc mắt là thấy thằng bé không sao đấy. Tại sao không thể nói? Có một cậu nói kinh điển mô tả cảm xúc, cậu nói tôi thích hòa, nhưng mà tôi sẽ không nói với bạn rằng tôi muốn hòa. Đây không phải là lý luận yêu đương mà là cô gái nhỏ hay dùng hay sao? Tình thân, tình bạn, tình yêu, già trẻ trai gái đều dùng được.
Cho dù chỉ là ăn kẹo dúa hay là lấy quan tài làm giường, thì về bản chất họ cũng đang lúng túng về sự tìm kiếm quan tâm của người khác. Khách sạn Lan Thiên: anh, về sau không cho phép anh dọa em như thế nữa. Không sao mà, anh thực sự là không bị thương gì hết. Không tin thì em hỏi Phùng Kinh Hòa xem. Chút tấn công đó đối với anh của em thì chỉ là cào gió thôi. Vậy cũng sẽ đau đó. Còn đầu con ngứa thật mà. Nhưng em thấy vẫn là sẽ đau lòng. Vậy em không xem nữa. Không được, bị thương không cho phép giấu em. Không mỗi là tiêu làm bó vít gì thì có món tư nhọn. Thì sỏi, giải đấu đại học đã được mười mấy năm rồi chưa xảy ra việc mất mạng. Trên diễn đàn khu năng giả thì đã náo tung trời về chuyện Văn Nhân Cẩu rồi. Khi đội trưởng lầu của Học viện Tam Sơn công khai lên án quận khu Hòa Nam tổ chức giải đấu đại học thì trang thiết bị tới thiếu hụt, dẫn tới sự mất mát của thiên tài. Mà cách diễn đạt của bài viết ầm dường quái khí đến mức chỉ thấy thiếu nước chỉ đích dành máng chửi ngại. Chúng ta có để họ bôi nhọ chúng ta theo ý của họ sao? Nếu như bị trò cắn, ta phải nấu chín con trò đó rồi mới cắn lại. Đưa thi thể của Hoàng Nhân Cẩu về cục khu quản chưa? Đã đưa từ ban đầu rồi. Vậy thì được, anh ra ngoài đi. Cô Trương Dương, ông dùng hư chiếu để xem qua ký ức của Văn Nhân Cẩu chưa? Không tìm thấy manh mối nào cho thấy cậu ta bị người khác xài khiến trong ký ức của cậu ta. Ra tai nạn lúc thi đấu cũng hoàn toàn là từ cậu ta nóng nảy mất não. Vậy à? Vậy anh Thiếu, anh chuẩn bị làm thế nào? Con mắt của quần chúng rất sâu sắc sắc bén, chỉ còn tìm kiếm và công khai sự thật là đủ. Như vậy thì không thể nào được mắng mỏ. Có sát phạt thì chỉ có oán hận. Vì tôi đã ra lệnh từ bỏ việc điều trị, cho nên không thể tránh được oán hận của họ. Tôi cũng không thể thay thế cho mặt quần khù bán mạnh trước mọi người được. Có thể lừa được cho qua bằng cách bán mạnh ư? Dạ Thiếu à, anh lại chỉ có cầu cây dâu mà mắng cây hòe ư? Anh mắng gấu mạnh mạnh, em được cái nhận vừa nữa. Anh mắng nữa, sao mai tôi sẽ dùng mông đớp phá cà phê cho anh. Mèo mèo, nói tiếng người. Khách sạn bốn mùa. Dù gió chiều ở diễn đàn tối hôm qua là do sơ suất của ban tổ chức, sau hôm nay ai cũng đang quay đầu trách nhiệm trách chúng ta kiêu ngạo thì. Cô và Văn Nhân Cẩu đâu khá kiêu ngạo, cũng không có gì cả. Chắc chắn là Trùng Nghiền là cố ý bồi đèn thôi. Ba đồng đội ngu ngốc này, tên nào cũng kém cỏi, đặc biệt là Quan Thiết Thành, không có tinh thần trách nhiệm mà một người đàn ông nên có. Chỉ biết gây chuyện khắp nơi, sớm biết vậy thì mình đã không lập đội với họ rồi. Không ổn, cảm giác chết tiệt này, kỳ kinh nghiệm của mình sắp tới ư? Tôi đi vệ sinh. Phong Kinh thấy chết không cứu, làm chết Vãn Nhân Cẩu. Ngược lại bọn mình bị nghi ngờ là không xứng với Á Quân giải đấu đồng đội. Và họ chắc chắn rằng mua Thủy Quân rồi, mình cũng mua Thủy Quân tấn công họ. Ấy, Tiểu Đường Quân cầm điện thoại theo, người gọi chú Hải rất lợi hại đó của cậu ấy. Kỳ lạ, tại sao trên diễn đàn khừ nàng đột nhiên lại có nhiều bài lung tung tung tin đồn và bôi xấu Trùng Nghiền? Cảm giác giống như là cách làm của Thủy Quân cao cấp. Đâu có như vậy được chứ. Tôi cũng sắp mua gấp 10 lần Thủy Quân đánh ngược lại. Hội trưởng anh bình tĩnh đi. Chuyện có liên quan tới chính phủ Thủy Quân Khoa Nam, tôi tin đồn sẽ bị trị xét đó. Đồng vậy, tôi liền báo chị tôi giúp tra xem người đăng bài là ai. Được cái tin khốn từng tin đồn tới cục khu quản. Không cần trà, chuyện ta tin đồn ở diễn đàn khư năng giả nữa, trực tiếp đi bắt người với tôi. Ai? Tôi vừa nhận được một mèo báo cáo ẩn danh với đầy đủ bằng chứng. Người tung tin đồn là Quan Thiết Thành, sống ở 10206 của khách sạn bốn mùa. Đi đi đi, cái cậu đi đã, không thể bắt người này. Lý cục trưởng, tại sao vậy? Số 4 cổ khu vừa nói Trùng Nghiền cố ý dẫn dụ Vàng Nhận Cẩu tấn công quá khích, mà chúng ta nghiêm trị cậu ta. Cái gì? Thông tin đến nhậu phạm nhân gặp nạn, cục trưởng chi nhánh thành phố Hoàng Viện nhanh nhường như tôi không làm chủ được đâu. Lâm Hàm, cậu là người của Vương Đại cục trưởng, hay là cậu xin chỉ thị còn mấy gì? Hay thật, số 8 và số 4 nội đấu cậu khự, chuyện này do cho Vương cục trưởng e là cũng không xử lý được.
quên đi quên đi, dù thế nào thì cũng nên báo cáo trước đã rồi nói. Tóm lại chuyện là như vậy, chứ thực sự cũng hết cách rồi, chỉ có thể trực tiếp xin ý kiến của hai người. Nghiêm thiếu khắp tiệp hộp rượu, pha ù lòng, còn dùng 3 lần nước sôi, nhiệt độ thì trong mình không đủ. Không sao, phá địch là một người thường đồng, chỉ hiểu cà phê không hiểu trà. Trà này ngon thật đấy, Châu Nguyên à, vậy mà lại còn biết dùng ánh bột pha trà, đúng là trà nghệ sư chuyên nghiệp. Nghe thiếu, em nói đúng, chú ấy không hiểu về trà. Anh cũng có thể đọc được suy nghĩ của chú ấy sao? Khi hai chúng ta đang nói tiếng thì em dùng thà tầm thầm đọc suy nghĩ thì anh cũng có thể đọc được. Ủa, con có thể như vậy không? Huyền Minh à, thời sự không phải là chú không coi trọng cháu, chiếu là bây giờ cháu vẫn là số 8 dự bị trên danh nghĩa, nếu như tính ra thì vẫn bị số 4 đầy đầu. Ồ, hợp tác với cục khu quản, các chú để giải quyết vụ việc, không nhìn đúng sai, chỉ quan tâm tới hàm cao thấp ư? À chú, cháu tin tưởng Vương cục trưởng không phải là người như vậy đúng không? À không, còn ý của chú là Hiền Minh à, cháu dứt khoát đừng có làm cục khu nữa, nhảy việc đến viện khoa học đi. Bây giờ cháu đã là viện sĩ vinh dự, qua mấy năm nữa thì phong trúc trình nghỉ hưu thì cháu tranh thủ làm viện trưởng, làm việc tại viện khoa học ổn định thì an toàn là người khác tôn trọng, tất cả cục khu đều là vệ sĩ của họ. Vương cục trưởng, cho dù sự việc nhảy việc hay không thì lần này cháu cũng muốn cứng đối cứng với đồng hướng uy đến cùng. À sao phải như vậy chứ? Hôm nay người bị nhầm vào là cháu, cháu có thể trực tiếp nhảy việc mà kệ anh ta. Nhưng nếu như hôm nay gặp chuyện là kẻ yếu thì sao? Nếu như cháu lùi một bước thì đó là tà khí này sẽ hạ làm hại kẻ yếu, họ muốn lùi cũng không thể lùi. Cổ khứ là át chủ bài của Hàn Quốc, nếu như mà nó bị mục nát thì điều chúng ta nên làm không phải là tránh xa nó mà là chữa khỏi nó. Thù giáo rồi, chẳng qua với văn hợp của Đồng Hướng Uyên và Phùng Kình thì anh ta không thể làm ầm lên với cái chết của Văn Nhân Cửu. Chuyện này có ẩn tình. Mùng Vương cục trưởng cẩn thận, có người giả truyền hiệu lệnh, chú phải về cục khư quản điều tra sự thật, bất kể đúng sai thì chú nhất định sẽ cho chú một lời giải thích. Dạ thiếu. Bữa tối quan gì? Làm mấy cái món đặc sản Thượng Đông đi. Tôm ôm, đuôi gà ngũ vị, bánh bao bắp cải bốn vị, nấm súp nấm, gà bát bảo, đầu cây. Cái gì không được, không có gì là em làm mà không ngon cả. Được, em cười cái gì? Lần sau để cho anh hiệp đồng độc giả, tôi nhất định sẽ cho anh nguyên cả nguyên liệu ác ám. Ôi chuyện ấy thì thôi. Cô vừa rồi người bảo các cậu nghiêm trị Trùng Nguyên không phải là số 4 mà là trợ lý của cậu ta là quý. Bình thường đều là anh ta toàn quyền đại diện số 4 truyền đa chí thị cho bọn tôi, nên hoang được. Tôi hỏi cậu, cục cơ quản là cái gì? Là cơ quan quốc gia điều tra và bắt tội phạm của khu năng giả. Chứ dù số 4 đích thần tới thì cậu ta cũng chỉ có thể cùng với chúng ta đảm nhận nhiệm vụ, mà không phải là bảo chúng ta làm chó cho cậu ta. Là tôi nhất thời hồ đồ, vì sao tuyệt đối không phạm phải sai lầm đó nữa. Đi thôi, theo tôi đi bắt là quý. Lâm Hàm dẫn người tới khách sạn 4 mùa bắc Quan Thí Thành, đồng thời đưa Đồng Tiểu Đường quay về thẩm vấn. Dân, hắn chính là lầu quỷ. Đây là anh trước kia của hắn, có vẻ sông khách tốt, cả người hàng hiệu, xe sang mỹ nữ, béo đến mức mà đủ nấu mấy con dầu rồi. Bắt lại. Cô cứ quản cái người vô duyên vô cớ bắt người, có gánh nổi hậu quả hay không? Đừng để cô ta chạy lại, bắt lại. Thôi rồi, mình có thể có được mọi thứ ngày hôm nay toàn nhờ vào việc kết hôn với Đồng Tiểu Khiết, chị họ của số 4 ở rỡ Đồng Gia. Nếu như mà đợi cục khư quản lấy được bằng chứng mình làm loạn thì mình liên tối đời rồi. Có lý cậu ạ, có gì từ từ nói, ít nhất thi thả tôi ra đã, anh ra giá đi. Chà, hối lộ tại chỗ. Tiểu Lý, trước kia cậu lấy tiền của hắn ư? Không có, duy nhất là ăn mấy bữa cơm, tuyệt đối là không có giao dịch tiền. Không ổn, vì này chắc chắn là đại cục trưởng của tổng cục khư cục quản Vương Phá Địch rồi. Nghe nói hộ chiếu của ông ta có thể đọc được ký ức của người khác,
mình công đấu được bí mật trước mặt ông ta rồi. Tôi nghĩ thằng Thắng xin xử lý khoan dung. Đưa đi. Lưu Quý đã thú nhận mọi tội ác của mình. Nhưng cái gì? Tổng cộng có 6 vụ án mạng, một đống tội hối lộ lớn nhỏ không liên quan gì tới số 8. 6 vụ án mạng. Toàn là phụ nữ mà hắn chạy qua. Bởi vì sợ bị vợ phát hiện cho nên chơi xong liền giết ra tay tàn nhẫn. Người phụ nữ bên cạnh gặp chúng ta coi như là cô ta mạng lớn. Chị họ của số 4 đòn tạm thiết nói là muốn gặp Lô Quý. Lúc này đã Lô Quý, rốt cuộc ta có lỗi gì với anh chỗ nào mà anh lại đối xử với tôi như thế? Năm đó anh nói không muốn lên chiến trường, tôi trăm phương ngàn kế để cho anh nghỉ hưu sống. Hướng viện vào cổ khừ, anh còn muốn làm trợ lý, tôi cầu xin em ấy một tháng em ấy mới đồng ý. À vợ, nghe anh giải thích. Cái đồ lợn vô liêm sỉ, tôi đã nói là không muốn nghe anh giải thích rồi. Đi chết đi, xuyên thấu. Đã bảo là thăm rồi, sao cô lại một quyền đấm nổ đầu thế? Tôi cũng không gì được tới cái tên cặn bã này một giây nào nữa. Đồn tạm thiết can trở công vụ, bắt cô ấy lại để bình tĩnh hơn. Đại cục trưởng không hay rồi, Lâm Hạ xảy ra chuyện rồi. Đồn tí đường từ chối phối hợp bị bắt, nhiệt độ cực cao đã đưa người của chúng ta và Hoàng Thiết Tình vào phòng y cô của bệnh viện rồi. Ai mò nè. Hướng Yên, trong nhà đã xảy ra chuyện rồi, cháu quay lại đi. Ông nội, cháu đang chấp hành nhiệm vụ ở nước ngoài, sao có thể muốn lui là lui được? Với năng lực của cháu thì kết thúc nhiệm vụ sớm không phải là được rồi hay sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lô Quý chơi nữ nhậu ở bên ngoài bị người của cục khu quản bắt, tâm kết một viên. Đánh chết cậu ta ở cục khu quản, ngay cả tri đường cũng không hiểu vì sao lại đưa vào cục. Cháu mong về xử lý đi. Cô cơ quản sẽ không vô duyên vô cớ bắt người, chắc chắn là xảy ra chuyện gì. À được rồi, cháu sẽ gọi điện thoại hỏi cơ quản. Sáng nay đồng đội của tiêu đường nhận được điện thoại giúp em ấy, mình bảo cậu ta trực tiếp liên hệ với Lầu Quỷ để giải quyết vấn đề. Cháu sẽ không xảy ra chuyện gì rồi chưa? Số 4, hôm nay cho dù là cháu nói gì thì cũng không thể nộp tiền bảo lãnh cho họ. Tiêu sối đã phần phó, bảo chú làm việc phải công tư phần mình. Chỉ có thể tìm ra mất ưu thôi. Xin lỗi, số điện thoại của bạn đã bị đã gọi đã bị tắt máy. Giang Bất Ưu, cậu lấy công tư báo thù mà tôm dầu vào lửa. Bao Giang Thiếu ra ngoài mua chút nước tường, vậy mà bây giờ vẫn chưa quay lại. Quên đi, làm một số kỳ mắc bảo trước vậy. Vì cây là một loại cảm giác đau đớn, Giang Thiếu có khả năng chịu đau khá mạnh. Chỉ còn sử dụng luộc ớt mà bình thường phù hợp với khẩu vị của làm vậy. Bên ngoài có động tĩnh bất thường, Diệp Trần ra ngoài xem một chút. Vâng. Mệt chết mình rồi. Nơi này chính là địa chỉ của Giang Bất Ưu được viết trong hồ sơ. Đất nước đây mình chấp hành nhiệm vụ quá nghèo, là không có chuyến bay chở khách nào về Hồ Quốc. Lô Quý thì chết rồi, không ai sắp xếp chuyện cơ để chở mình về. Mình cũng không tìm được người giúp đỡ. Cuối cùng thì người dân địa phương đã tìm được một chiếc máy bay vận tải cho mình. Mình đã tự lái về. May mà Giang Bất Ưu sống ở đối diện với tiêu khu bán cho cô nàng giả, cho nên đã sẵn sàng bay trực thăng. Khá quá, mình ăn hai quả quất của cậu ta chứ còn sao đâu nhỉ. Tên trộm to gan, mau thả quất xuống cho ta, thốt chủ chịu trôi đi. Từ nguyên lực. Hồi sơ tâm này nhờ cứu tôi, bên ngoài có người có tự nguyên lực bị tôi khắc chế rồi. Tới đi. Tên Trọng Quốc đứng hông phản kháng. Đây không phải là nhà của Giang Bất Ưu, người này là ai? Xem đây. Đây đã, xin lỗi, đây là Giang Phủ có đúng không? Giang Phủ cái gì? Đây là Trung Phủ. Xin lỗi, tôi đi nhầm. Trọng Quốc mà còn muốn vậy, đứng lại cho tôi. Trời, tên này một giây đánh 20 lần, còn nhanh hơn cả địa nhất kiếm của Hồ Quốc tề tù. Mình không chạy tuyệt đối chỉ chết. Hóa lỏng, vĩnh hằng băng vực. Hóa lỏng một giọt cũng đừng không chạy. Tôi nên mua cái loại nào đây? Nước tương nhạt, nước tương đen, nước tương muối lỏng, nước tương đậu đen, nước tương bị lập báp, hay là nước tương cây? Rốt cuộc lên nên mua cái nào? Nên giờ mua hết thì chỉ không thể nào sử dụng hết.
và sẽ rất là lãng phí. Ấy, thành phố vạn viễn vậy mà có tiếc rồi. Hả? À, tên trộm này đã nhốt trụi hết nửa cày quốc của Giang Thiếu. Giang Thiếu đi mua nước tường về chắc chắn sẽ rất đau lòng. Không biết là sinh mệnh quyền hành có hiệu quả với thực vật không? Sinh mệnh quyền hành? Ủy, không tệ, lại có hiệu quả. Ấy, không cẩn thận làm quá đà, lại mất chứng Osebo rồi. Dứt khoát hoặc là không làm thì đã làm cho xong, thì chúng sinh bình đẳng mà. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì vậy? À, rốt cuộc là ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Số 8 đầy nhân, nước tương mà ngày cần đấy rồi ạ. À. Trên mặt đã có mấy quả quốc chưa ăn hết. Có người ăn quốc của nhà mình chưa được một nửa đã bị nghiền thiếu đông bằng ư. Đây chính là về vật lý, nước bị đông bằng. Mình đặc biệt bảo vườn phá địch dẫn cầu hận lên người mình. Điện thoại bật chế độ máy bay, xem ra cá đã cắn câu rồi. À, giờ thiếu, tôi không cẩn thận làm quốc của anh trở nên to hơn rồi. À, nhìn có vẻ hơi vô lý, nên tôi mới hái hết quả rồi. Ừ, em cứ làm đi, anh phụ trách ăn hết nhưng không để sót lại thứ gì. Ngon quá, hết cả đời này anh chưa từng ăn kẹo hồ lô nào ngon tới như vậy. Ừ, có thể thơm đá bào hoa quả vào bữa khuya không? Ăn cơm tối xong rồi tình tiếp. Anh nói là món ăn đặc sản Tường Đồng, tôi nghĩ tới nghĩ lùi thì nên đã làm thử món sốt cây bác bảo món tủ của tôi. Có thể có một chút cây. Anh thật sự là không ăn được hay là không còn phải miệng cường? Ôi, ngoại ý muốn rất nghiện. Nghiện thiểu, người bị cậu đóng bằng chắc trong vườn chắc là sau bốn cậu khừ đồng hí ngựa. Chắc hẳn là cậu ta đã bị phái đi đường rất vất vả, vừa khát vừa đuổi cho nên lấy ăn quốc. Mời cậu ta vào ăn tôi nhé. Từ lúc nào mà anh lại có lòng tốt như vậy? Đồng hí nghiện tội không đang chết. Chúng ta nên cho cậu ấy, à, cậu ta ít sự chăm sóc nhân đạo. À, nghe em này, tôi không phải là cố ý ăn quốc của cậu. Thật sự xin lỗi, tôi đền tiền cho cậu. Quốc là của Giang Thiếu, bữa tối trên bàn cũng là của anh ấy. Anh ấy miễn cưỡng chia cho anh một nửa, anh đừng có lẩm nhẩm nữa mà ăn đi. À, được được. Cao thủ dùng chảo này là ai vậy? Ừ, có Giang Bất Âu ở đây thì chắc cậu ta không đến mình nữa đâu nhỉ. Mà như vậy mau đào cậu ta tới cậu khu làm người có nhiệm mình. À, mình có thể vợ hôn rồi. Đẹp trai như vậy cũng xứng với Đường Đường. Ôi, đây là cái loại đồ ăn địa ngục gì vậy? Nếu như tôi làm sai thì xin hãy trừng phạt tôi bằng pháp luật, chứ không phải là bằng hạt tiêu. Nếu vốn gì là bữa tối của tôi, cậu sẽ không đỡ mặt tôi đi chứ? Giang Thiếu, anh cứ chơi món này thì đừng có, thì có thể nói thẳng. À không, thật sự tôi thấy nó rất ngon, nhưng mà không thể một mình hoa cúc như tôi tàn được. Xem ra trình độ ăn cây của anh cũng không tệ. Có thể giải khóa món mới trên rồi. Đi kèm với sinh mệnh quyền hành không? Phải thêm tiền. Sau 4 giới thiệu với cậu, đây là sinh viên năm nhất của Học viện Thành Anh, tên là Trung Nguyên. Ông hóa ra là sinh viên đứng đầu của Học viện Thành Anh ư? À đi đã, đây không phải là trường của quận cụ Hòa Đông hay sao? Em ấy đồng thời còn là điều tra viên đặc cấp của cục khu quân, viện sĩ danh dự của Viện Khoa Học. Cuối cùng em ấy còn là số 8 của cậu khu, là đồng nghiệp của cậu. À hả? Không ngờ đồng nghiệp của tôi lại rơi vào bước đường trộm quốc rồi. Rõ ràng tôi thấy trên số hồ sơ của anh có mấy chục căn nhà lớn, mấy trăm xì sàn, thậm chí còn có mỏ kim cương mà. À, tiền bá, cậu đừng có hiểu nhầm. Tôi thực sự là không trộm. Chỗ doanh nghiệp đó của đồng già cũng là không phải của tôi. Số 4, vừa nhà tôi có qua camera, quay lại được hết rồi. Ơ, Đồng Hướng Huyền, anh biết anh sai ở đâu không? Anh có biết đàn nhẹ mà giao quyền lực vào tay người khác, xảy ra chuyện thì phối dịch quan hệ với họ. À, tôi cũng không biết họ sẽ. Họ trắng trợn vừa quét của cải, làm sân làm bậy, là do quá khứ của anh đã chủ hoàng, chứ không phải là bất khả kháng. Cho dù họ hàng của anh là tốt hay xấu, địa vị hiện giờ của họ toàn bộ tới từ quyền lực của chức vị sau 4 cổ khu này. Anh chia quyền lực ra ngoài, nhưng mà không thể chia trách nhiệm đằng sau quyền lực này ra ngoài. Anh vẫn phải gánh vác trên vai họ mình. Họ dùng quyền lực của anh phạm tội thì người vốn phải trách
trách nhiệm vẫn đến lệnh. Đương nhiên, công lao của anh đã gánh vác tội của họ hàng này, cũng không đến nỗi mà thường gân đồng cốt. Nhưng anh phải hiểu rằng, quyền lực của anh không phải là tới từ công lao, mà là sức chiến đấu của anh. Quân lực cố khừ, hơn nữa điều tới từ quy tắc cường giả là tồn. Trong khu năng giả, mà dưới quy tắc này thực lực của tôi cao hơn anh, tôi có thể trực tiếp giết anh mà không còn bất cứ một lý do gì, mà không bị chế tài. Có sợ không? Anh sợ. Khi anh là người ở dưới thì anh đương nhiên sẽ sợ, nhưng mà khi anh lên trên thì anh sẽ lại quên nỗi sợ hãi này. Người ở dưới sẽ vô điều kiện phục tùng người ở trên, đây gọi là nô tính. Mà nô tính thì lại có hai mặt áp bức mà người ở trên đè xuống dưới. Người ở dưới thì cũng là nô tính, gốc rễ của nô tính là sự tôn sùng mù quáng kia mạnh. Với anh thực sự sợ hãi không phải là người mạnh hơn anh, mà là quan niệm cường giả là được sùng bái. Quy luật của tự nhiên là cái mạnh ăn thì kiểu, nhưng sở dĩ con người là vì con người họ, vì họ dùng những biện pháp tùng mình để ngăn cản con người ăn thịt lẫn nhậu do sự chênh lệch sức mạnh. Ở Hồ Quốc hiện giờ, cậu cứ dành quyền lực cho cường giả là một sự thỏa hiệp để sinh tồn. Nếu dành muốn làm người thì hãy sử dụng quyền lực này một cách cẩn thận. Mà khác, nếu như anh nhất quyết là áp dụng quy tắc kẻ mạnh ăn kẻ yếu đối với nội bộ loài người thì đến tới tùy trục sức anh. Người không thể ăn người, nhưng mà có thể ăn tô mồm. Ăn nó thì sau đó làm người hẳn hồi đi. Thơm quá. Lô Bí vội vàng đáng tối đáng muốn chết. Tội giết anh ta là điều đương nhiên. Các người có cục khờ quản muốn trị tội rõ ràng là không phân rõ ràng. Yên tâm đi, Hướng Yên đã về rồi, đối phó với họ chỉ trong vài phút thôi. Là cho phép cô ta gọi điện thoại ở trong khu canh giữ. Hướng Yên anh tới rồi. Cô ấy là chị họ của số 4, bọn tôi không dám trì hoãn. Hoang được, nơi này là cục khờ quản, kênh đại diện cho luật pháp, trật tự và người dân Hòa Quốc. Nếu như dần chúng không chịu cúi đầu thì các anh có thể cứng rắn không thở hiền nhát. Đồng tâm khiết quấy rầy cục khừ quản chấp pháp, nên phạt thế nào thì phạt thế đấy. Nếu như trước đó hành vì như vậy thì cũng sự hết. Cái gì? Hương Viên, chị là chị của em đó, sao em có thể đối xử với chị như vậy? Pháp bất dung tình, ai làm đều như vậy. Trả hết toàn bộ đồng già, đừng đối xử đặc biệt với họ. Vâng, không chỉ là về đồng già, về sau thì các anh gặp người được người có hậu đài thì cũng như vậy. Từ nay về sau, đồng hữu gì tôi chính là lực lượng của các anh để thực thi pháp luật theo lễ công bằng. Xin lỗi, tôi sai rồi. Lúc đó tôi thực sự nhất thời hồ đồ, đầu óc không tỉnh táo mới dùng năng lực tấn công người. À, chỉ các anh lấy tay cho tôi đi. Chúng tôi đã biết đại khái rồi đấy, nhưng mà hiện tại phiên cầu nói chi tiết tại sao. Quan Thiết Thành lại nhận điện thoại hô cầu đi. Quan Thiết Thành giúp tôi nghe điện thoại. Lúc nào thế? À, sao tôi không biết? Sáng này, chú hai của cậu gọi cho cậu thì Quan Thiết Thành đang nghe máy. Lúc đó sẽ rất chuyện gì vậy? À, lúc đó tôi đi vệ sinh, không cầm thấy điện thoại. Chết tiệt. Nếu như cậu ta tiếp tục hỏi mình nghe nhận thì phải nói trước mặt họ là mình tới kỳ kinh xạo quá ngày rồi. Hay là mình vẫn nên nói là ăn nhầm đậu, nhầm đồ nó bị đau bụng. Nghe thiểu, nếu như em cảm thấy nghe tiếng lòng của cô ấy cái chút ngại ngùng thì có thể tắt tha tâm thông đi. Tôi không sao, nếu như anh ngại thì cũng có thể tắt lý tinh thông thức đi. Chỉ cần chúng ta không cười thì sẽ không ngại. Vậy tùy anh. Quên chuyện đã đi, hôm nay cậu chống cự và tấn công nhân viên của cục cơ quản. Tôi nghi ngờ cậu bị ảnh hưởng dù hòa cơ quan Thiết Thành. Cậu có nhận ra không? Không chắc chắn lắm, dù sao thì hiệu quả có nhiều. Nhiễu hoạt của mỗi người là khác nhau, mà mấy người bọn tôi có thể lập đội cùng nhau thì có nghi nhận rất lớn là sức đề kháng tinh thần của bọn tôi khá mạnh, không dễ bị nhiều hoạt tác dụng. Nghe thì tôi cảm thấy trong này có vấn đề. Ồ, quan gia và vàng già là thế giàu. Anh biết ít nhiều về năng lực nhiễu hoạt. Nói kỹ, năng lực nhiễu hoạt này là ý trên mặt chữ.
Hiệu quả sẽ khiến cho suy nghĩ của người ta rối loạn. Mỗi khi suy nghĩ của một người bị rối loạn, thì những cảm xúc, lý trí, kiềm chế đó sẽ vô tình đi giải phóng. Suy cho cùng thì những cảm xúc của con người thường không thể giải tỏa. Đa số thì vẫn là cảm xúc tiêu cực. Cho dù đó là loại năng lực nào, thì ký ức liên quan sẽ không biến mất sau khi hiệu quả kết thúc. Bị nhiễu hoặc là gây ra hỗn loạn suy nghĩ và trí nhớ thì tất nhiên sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến suy nghĩ của người. Bởi vì điều này thì đồng hướng uyên tin rằng nhiễu hoặc là một loại năng lực cực kỳ tội lỗi. Cầu tạ bất mãn đối với nhiễu hoặc của hoàng gia. Đáng tiếc là đồng hướng uyên vẫn ưu tiên bảo vệ mình. Mấy lần anh ấy cố ý tạo ra cơ hội trấn áp dàn già, nhưng mà cậu ta chỉ là nỗ lực hời hợt. Đồng tiểu đường có thể lập đội cùng với quan thí thành thì chuyện này không đúng lắm. Đồng tiểu đường có lẽ là không biết về thần tin tức gì, tốt nhất là đi bệnh viện hỏi y quan thí thành. Già thiếu, tôi nghĩ kỹ lại thì một số trận đấu của quan thí thành có một số điểm đáng ngờ kỳ lạ.